Ngày 10 tháng 5 năm 1975, Khmer Đỏ dùng tàu đổ bộ LSM và 3 tàu tuần tra PCF đánh chiếm đảo Thổ Chu, dồn hơn 500 người dân Việt Nam trên đảo đưa về Campuchia và tàn sát toàn bộ. Một số người dân trên đảo dùng xuồng máy chạy trốn thoát vào bờ, báo tin cho chính quyền. Đoàn Hải quân Phú Quốc dốc toàn bộ lực lượng, phối hợp cùng bộ binh của quân khu 9, quyết tâm tiến hành giành lại đảo Thổ Chu, trả nợ máu cho hàng trăm đồng bào bị quân Khmer Đỏ tàn sát. Các tàu thuyền của chế độ cũ đã nhanh chóng được sửa chữa. Ngày 18 tháng 5 1975, Hội nghị quân sự Phú Quốc hạ quyết tâm giành lại đảo Thổ Chu bằng sức mạnh quân sự. Quần đảo Thổ Chu cách bờ biển trên 200 km, gồm 8 đảo, trong đó Thổ Chu là đảo lớn nhất, rộng khoảng 10 km2. Các đảo còn lại có diện tích khoảng 1 km2. Thông tin về địch thiếu, chủ yếu thông qua những người dân trốn thoát về cho biết, trên đảo Thổ Chu có khoảng một tiểu đoàn địch được tăng cường hỏa lực mạnh, 3 trọng liên 12,7 ly, 3 súng cối 60, 81 và 82 ly, 1 khẩu DKZ 75 ly và 1 khẩu DKZ 106,7 ly. Bãi ngự phía tây nam đảo Thổ Chu có một trung đội địch, bãi Mun và bãi Giang phía đông nam đảo có một trung đội, bãi Cao và Hòn Tử có hai trung đội. 19h35 phút ngày 23 tháng 5 năm 1975, bộ đội tập hợp tại bãi Cao Cát chuẩn bị xuất phát gồm hai tàu vận tải T-643 và T-657 của đoàn 125, chở một phân đội đặc công 39 người, ba tàu tuần tiễu PCF, lượng giãn nước 16 tấn, trang bị trọng liên 12,7 ly và súng cối 81 ly. Trên mỗi tàu tuần tiễu PCF có 4 lính chế độ cũ và 3 chiến sĩ đặc công. Hai tàu đổ bộ cơ giới LCM8, lượng giãn nước 113 tấn, trang bị 2 trọng liên 12,7 ly, chở 2 đại đội 140 người của tiểu đoàn bộ binh 410 trung đoàn 95 quân khu 9, cùng một trung đội địa phương 25 người của đảo Phú Quốc và 11 cán bộ và dân địa phương dẫn đường, lái tàu và pháo thủ của các tàu PCF, tàu LCM8 là của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trước đây. 21 giờ 15 phút, tàu vận tải T-643 tiếp cận bờ biển phía đông bắc đảo Thổ Chu. 15 phút sau, đặc công chiếm bãi đổ bộ thành công. Hai tàu đổ bộ LCM8 bắt đầu cho bộ binh tiến vào. Sau 45 phút, các phân đội bộ binh đổ bộ xong. 3 giờ 45 phút sáng ngày 24 tháng 5 năm 1975, hai tàu đổ bộ LCM8 ở lại cảnh giới phía bắc đảo Thổ Chu, cách bãi đổ bộ chừng 1 hải lý. Ba tàu tuần tiễu PCF vòng qua hướng Tây dừng lại Hòn Khô sẵn sàng chi viện cho mũi tiến công bãi ngự. Hai tàu vận tải quân sự vòng qua Hòn Cao cắt sang phía đông nam đảo. 5 giờ 15 phút sáng ngày 24 tháng 5 năm 1975, tiểu đoàn 410 nổ súng đánh chiếm bãi ngự. Các mũi khác cũng đồng loạt nổ súng, ba tàu tuần tiễu PCF dùng hỏa lực tiêu diệt tàu chi viện cho bộ binh tiến công địch. Từ trên bờ, quân Khmer Đỏ bắn trả tàu hải quân ta bằng súng cối và DKZ, song hỏa lực không mạnh. Ngay từ những phút đầu trận đánh, phân đội đặc công đã làm chủ bãi Mun. Đến 7 giờ sáng, trung đội địa phương đảo Phú Quốc làm chủ được một phần bãi đông, buộc địch phải co cụm trong công sự chống trả. 7 giờ 15 phút sáng, hai tàu LCM8 cảnh giới ở phía bắc đảo phát hiện thấy một tàu lạ tiến tới. Lập tức, ba tàu tuần tiễu PCF vòng lên phía bắc. Từ hướng đông nam, tàu T-643 chở theo một tổ đặc công đến chi viện. Ba tàu PCF tăng tốc tiếp cận và báo cáo. Trên tàu lạ có nhiều người, có vũ khí và treo cờ đỏ. Hải quân ta lập tức tổ chức vây bắt. Được sự yểm trợ của đồng đội, tàu T-643 và một tàu LCM8 cập sát tàu lạ, bắt sống tàu cùng 40 tên địch. Tàu T-657 tiến về bãi đông cũng phát hiện một thuyền máy của địch đi từ Hòn Từ sang, lập tức nổ súng tiêu diệt. Đến 8 giờ 30 phút sáng, quân ta làm chủ bãi đông, nhưng cuộc chiến đấu vẫn diễn ra rất quyết liệt ở bãi ngự trong suốt buổi sáng 24 tháng 5 năm 1975. Quân địch dựa vào hai điểm tựa ở phía bắc và phía đông nam bãi ngự để chống trả. 14 giờ 30 phút chiều, tàu T-643 và 3 tàu tuần tiễu PCF bắt đầu nổ súng chi viện hỏa lực cho tiểu đoàn 410 trên bãi ngự. Quân địch vẫn ngoan cố bắn trả bằng súng cối và DKZ. 16 giờ chiều, Sở Chỉ huy tăng viện thêm 2 tàu tuần tiễu K-62, lượng giãn nước 135 tấn, trang bị 2 pháo 37 ly 2 nòng và 2 pháo 25 ly 2 nòng. 9 giờ sáng ngày 25 tháng 5, 1975, quân ta tiếp tục tấn công bãi ngự, được tăng cường thêm 2 tàu tuần tiễu. Hỏa lực yểm hộ bộ binh mạnh lên rõ rệt,
Hải quân ta dùng pháo 37 ly khống chế cao điểm Đông Nam bãi ngự, pháo 25 ly bắn bộ binh địch, quân Khmer Đỏ nhanh chóng tan rã, điểm tựa phía Bắc bãi ngự bị chiếm, hơn 100 tên địch ra hàng. 12 giờ trưa, điểm tựa phía Đông Nam cũng bị hạ, 56 tên địch ra hàng, 18 tên khác chạy ra bãi Mun cũng đã phải đầu hàng bộ đội đặc công ta ở đây. Quân ta giành lại đảo Thổ Chu và sau đó triển khai chiếm nốt các đảo còn lại. Đến ngày 27 tháng 5 năm 1975, trận đánh kết thúc. Như vậy, sau 3 ngày chiến đấu, lực lượng hỗn hợp của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân khu 9 đã loại khỏi vòng chiến một tiểu đoàn tăng cường của địch, thu toàn bộ vũ khí, khí tài và trang thiết bị. Phía ta hy sinh 4 người, bị thương 14 người. Trong hoàn cảnh vừa hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mới tiếp quản các tàu chiến, căn cứ hải quân của chế độ cũ, nhưng quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện tinh thần kiên quyết tiến công, thực hiện hàng loạt các trận đánh tái chiếm các đảo trên vùng biển Tây Nam, mà Thổ Chu là một trận đánh tiêu biểu, bước đầu làm thất bại âm mưu xâm lược của bè lũ diệt chủng.